Xin chào tất cả anh em chơi audio. Hôm nay là giới thiệu tới anh em một đôi loa cũng được liệt vào danh sách huyền thoại. Cái từ huyền thoại ở đây nó không phải là đôi loa mắc tiền hay là đôi loa là giá trị cao. Huyền thoại ở đây là huyền thoại được người chơi đánh giá cao. Người chơi có thấy nhiều cái điểm hay, có cái giá trị sưu tầm. Đó là huyền thoại nha. Thì cặp loa này Khôi vừa khui ràng ra ha, còn dính bụi bặm rất là nhiều, còn dính sốt vân vân. Thì chia sẻ với anh em á, cái tình trạng loa mà mình ship từ bãi về thì tất cả nó là như vậy nha. Đây bụi bặm rất là nhiều ha, thì mình sẽ phải qua vệ sinh, qua lau chùi, qua máy thổi bụi vân vân, máy hơi thổi bụi thì mới 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 bán được nha. Chứ không không phải đó đó là những người, nói chung là những người bán và những người nhập hàng trực tiếp chuyên nghiệp về thì nó là như vậy nha. Rồi e cánh gỗ còn rất đẹp ha, còn cả logo luôn nha, cả logo rồi. Và giới thiệu với anh em ha, đây là cặp loa Bione CS 500G, CS 500G, thiết kế chuẩn 3 đường tiếng bass 25 nha, bass 25, một mic giấy và một chép giấy. Thì mic với chép là dòng cụ móng, mic với chép là cụ móng, còn bass là cụ ống bơ. Vâng, đây là điều đặc biệt nằm ở cặp đôi loa này. Trong các cái dòng loa mà loa lưới gỗ này thì đây là cái cặp này là cụ ống bơ, là cái cặp được đánh giá khá cao. Anh em lưu ý là cụ ống bơ ha, cụ ống bơ là cụ giống các cái dòng loa Philips, loa là loa châu, loa Mỹ, loa châu Âu nha. Thì cặp này còn nguyên bản ha, nguyên bản cũng khá đẹp mắt. Đây em sẽ quay sát cho anh em xem luôn ha, sát cho anh em xem ha. Tất cả là này, bass, mid đều là râu lồi. Và anh em lưu ý những cái cặp loa mà râu lồi thì anh em đánh giá cao về chất âm nha. Mid cũng cụ móng, cụ móng ngựa, chép cũng cụ móng ha. Đây là một cái tinh chỉnh, đây là một tinh chỉnh nha. Còn đây là cái cụ bass, cái màng với cái gân thì nó giống như 77A8899 nè, nhưng mà về cái cụ nó là thiết kế cụ ống bơ, thiết kế cụ ống bơ ha. Thì để phục vụ anh em xem thì em sẽ tháo một cái ha, để anh em xem thế nào là củ ống bơ nha. Anh em đợi tí nha. Đúng ra mình phải lật cái loa lại ha, nhưng mà đây là cái củ này nhỏ, mình có thể giữ được. Còn nếu những cái củ lớn á, anh em phải lật cái loa nằm xuống ha. Đây. Cụ này mình có thể đỡ được tại vì nó là cụ 25, nó không có nặng lắm. Nghe nè. Đây. Đây là cụ ống bơ. Đó, đó là cụ ống bơ. Cụ ống bơ là như như thế anh em ha. Đây là cụ ống bơ nha. Chỉ có trong CS 500G anh em ha. Đây còn lại cái mic và chép thì cũng tương tự các cái cặp loa khác rồi ha. Mình cũng không cần phải 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 tháo làm gì nha. Đảm bảo bên em zin là được. Còn một vấn đề nữa, cũng chia sẻ với em, cái gân gân chép thì nó đã mục rồi ha, nó đã mục rồi. Có và có hai trường hợp để cho anh em lựa chọn. Anh em có thể để nguyên bản như vậy vẫn nghe được, tại vì gân chép thì mình không có sợ như mic hoặc là bên bass. Khi đánh nó sẽ bị gì nhỉ, gọi là bị rồ tiếng lên ha. Còn còn không thì anh em sẽ thay qua cái gân như thế này, thay qua gân vải cho giống những cái cặp này, những cái này nha. Rồi bây giờ em sẽ lắp lại ha, em sẽ lắp lại cái cụ này và sẽ test demo một đoạn. Anh em cùng nghe nha. Em sẽ lắp lại.
và sẽ test một đoạn để anh em cùng nghe thử chất âm. Và chia sẻ với anh em, cặp loa này có độ nhạy rất cao, nên rất là dễ ghép, âm ly ha. Thậm chí âm ly đèn cũng có thể đánh được. Âm ly đèn cũng có thể đánh được anh em nha. Vì đây là dòng cổ, đồ nhạy cặp này là 95 dB nha. Công suất 50W nha. Anh em lưu ý về cái thông số kỹ thuật của loa để anh em nắm, để khi mình phôi ghép nó dễ dàng hơn nha. Rồi, bây giờ mời anh em cùng đến với một đoạn clip về cặp loa này ha. Em để xa một tí ha. Để. Rồi, anh em đợi em test nha. Em đợi một tí, em bỏ đi nha. Cái CD nó hơi cũ nên nó sẽ đọc hơi chậm. Rồi, bây giờ